bất động sản Phan Hảo và Rịa Vũng Tàu. Mến chào quý cô chú anh chị cùng các nhà đầu tư. Thì hôm nay em đang có mặt tại xã Đá Bạc, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đường này là đường Bình Giã Đá Bạc nha quý anh chị. À, con đường này là đường huyết mạch kết nối từ thị trấn Ngãi Giao đi về ngã 6 Đá Bạc ha. Thì vị trí em đang đứng cách ngã 6 Đá Bạc đây khoảng tầm 200m, tí nữa em sẽ quay ra cho quý chị xem nha, ngay ngã 6 Đá Bạc luôn. Thì ngã 6 Đá Bạc là đường huyết mạch trục chính, là đường Phước Tân Hội Bà nha quý anh chị. Là kết nối từ quốc lộ 51 đi về Hồ Tràm, Hồ Cốc, La Ghi, Bình Thuận ha. Mình cách cái ngã 6 Đá Bạc, cách cái con đường đó khoảng tầm 200m thôi. Thì hôm nay em có một cái lô đất đây. Bám mặt tiền đường nhựa là 37m nha quý anh chị. Bám mặt tiền đường nhựa từ cái trụ điện này, mấy trụ điện này ha. Qua ngay cái trụ điện này là 37m và hai mặt tiền luôn nha quý anh chị. Và mặt tiền phía sau là 20m. Bám theo đất 20m phía sau ha. Thì tổng diện tích lô đất của mình là 439m². Đất mình là phủ hồng toàn bộ nha quý anh chị. Phủ hồng toàn bộ ha. Mà giá chỉ có là 1 tỷ thôi nha quý anh chị. Giá quá là rẻ luôn, sát với ngã 6 Đá Bạc, nằm trong khu dân cư luôn nha quý anh chị. Nhà thờ này, chợ quý ban, trong phạm vi cũng tầm 500m đổ về thôi. Thì ngay ngã 6 Đá Bạc này là gồm những là chợ nè, rồi quý ban, nhà thờ nha quý anh chị. Nhà thờ Đá Bạc cũng khá là gần thôi. Mình được cái là gần cái view bên này, gần cái nhà vườn bên này ha. Đây. Ở đây thì khu dân cư rồi nha quý anh chị, tại vì mình sát với ngã 6 Đá Bạc. Thì em xin nói lại, tổng diện tích lô đất của mình là 439m² nha. Từ cái vị trí này, từ cái vị trí trụ điện này, qua cái trụ điện bên kia ha, là 37m. Còn mặt tiền đường đất bên này, mặt tiền đường đất bên này là sâu vào trong 20m nha quý anh chị. 20m, hơn 20m ha. Xong rồi nó xéo lại cạnh bên kia. Cạnh bên kia là 5m nha quý anh chị. Cạnh bên kia là 5m ha. Đấy, thì quý anh chị nào thích cái lô đất này thì inbox liền cho em nha. Tọa lạc tại xã Đá Bạc, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đường này là đường Bình Giã Đá Bạc, đường huyết mạch kết nối từ vòng xoay ngã 6 Đá Bạc đi hướng ngược lại là đi về ngay ngã giao nha quý anh chị. Ngay ngã giao luôn. Đấy, thì quý anh chị nào mà đang quan tâm cái sản phẩm này thì inbox liền cho em ha. Để em quay ra ngã 6 Đá Bạc cho quý anh chị xem ha. Cái lô này thì được cái là mặt tiền đường nhiều quý anh chị. 37m mặt tiền đường nhựa luôn. Đấy. Để em quay lại cho quý anh xem. Lô đất quá đẹp luôn ha. Cách ngã 6 chỉ có 200m thôi quý anh chị. Nhà thờ bên này quý vị ha. Bên này là nhà thờ này. Nhà thờ Đá Bạc bên này ha. Đấy. Còn đây. Phía trước mình là ngã 6 này. Một hướng đi Sương Mộc, hướng này là về Đồng Nai ha, hướng kia về Long Tân, một hướng là về quốc lộ 51 Phú Mỹ này. Đấy, về hướng Sài Gòn nha quý anh chị. Mình cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh Sài Gòn khoảng tầm 65 km nha quý anh chị ha. Đấy. Đây là ngã 6 Đá Bạc này. Trường học, chợ ủy ban, rồi ủy ban nhân dân xã, rồi nhà thờ, cây xăng Petro Việt Nam đây nữa nè. Petro Limit ha. Để em quay cái sổ và soi quy hoạch cho quý vị xem luôn. Đây là cái sổ của mình quý vị ha. Thửa đất số là 705, tờ bản đồ 37, địa chỉ là xã Đá Bạc, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tổng diện tích là 332m², hình thức sử dụng riêng. Mục đích sử dụng mình là hàng năm khác ha. Đây là cái thửa của mình nè quý chị. Thì mình là mặt tiền đường nhựa này, Bình Giã Đá Bạc Long Tân ha. Bình Giã Đá Bạc Long Tân, đường nhựa góc hai mặt tiền ha. Thì mặt tiền đường nhựa Bình Giã của mình là 37m nha quý chị. Còn mặt tiền hẻm này thì hơn 20m ha. Đây. Thì đất của mình là quay về hướng Tây Nam nha quý anh chị. Quý anh chị nào hợp hướng Tây Nam thì inbox cho em. Đây là quy hoạch của mình quý anh chị ha.
Thì mặt tiền đường nhựa của mình là 37m, sâu vào trong này là hơn 20m ha. Tổng diện tích của mình là 439m2. Thì đất giao thông của mình là 127m nè. Thì mình 37 gần 40m thì vào khoảng tầm 3m cho quý anh chị. Vào khoảng tầm 3m thôi. Rồi quý anh chị nào quan tâm cái lô đất này thì inbox liền cho em ha. Sát với ngã 6 Đá Bạc luôn nha quý anh chị. Đây, đây ra đây là ngã 6 Đá Bạc này. Đây, ngã 6 Đá Bạc đây, gần trường học, chợ, ủy ban, nhà thờ luôn ha. Rồi, cảm ơn quý anh chị đã xem hết video, không quên cho em một like và đăng ký kênh nha quý anh chị.